đảm bảo xin cùng hình này chúng ta đặt ngồi xuống cùng hơn. Hướng Dương 58 tuổi,
mất ngày mùng 9 tháng 7 năm Mậu Dần, Hương Linh Dương Quốc Phong hưởng dương 9 tuổi, mất ngày 27 tháng Giêng năm Đinh Mão. Quyện A Nương nhận công đức lành này mà chữ vị hương linh sớm pha mê khai ngộ, buông xả được dạng duyên, một dạ chí thành xưng niệm dạng đức hồng và A Di Đà Phật, sớm nhận ra được ánh sáng quang minh của đức Phật A Di Đà, phát khởi được lòng thành kính, quyện quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, quyện quy y vào ánh sáng quang minh của đức Phật A Di Đà, quyện vãng sanh tây phương cực lạc quốc, và chúng con xin hồi hướng công đức niệm Phật này sâu rộng đến dưới chúng sanh trong khắp pháp giới tận cõi hư không. Xin nguyện cầu kẻ ăn tử siêu người dương thanh hới, pháp giới chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ con xin phụng hành đại chúng cầm em tỏ. A di đà Phật.
A di đà Phật. A di
A di đà Phật. A di đà Phật. A di đà Phật. A di đà Phật. A
Tâm hồn
Phật Pháp Quang Nhiếp Độ A Di Đà.
Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xin đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xin đảnh lễ Ngài. Khi vạn sanh tịnh độ. Qua nợ tâm khai ngộ. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xin đảnh lễ Ngài. Khi vạn sanh tịnh độ. Chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xin đảnh lễ Ngài. Khi vạn sanh tịnh độ. Chống liên hành toàn giác.
Phật tử hoàn đại cảm ứng vô say quan giác đạo tràng chứng minh công đức hiện tiền đệ tử chúng đặt cung đối Phật tiền một dạ chí hạnh xưng niệm giảng đức hồng danh A Di Đà Phật. Xin cho đệ tử chúng con hành tâm quyền đem công đức niệm Phật này hồi hướng trang nghiêm tây phương Phật tịnh độ. Xin hồi hướng nhân ngày cúng giáp năm của hương linh Phật tử trần môi pháp danh hành hí hưởng họ 75 tuổi mất ngày 25 tháng giêng năm nhâm dần cặp hồi hướng đến cho chư vị hướng linh dương vinh hướng linh quỳnh dũng hướng linh dương thiêu hưởng họ 85 tuổi mất ngày 15 tháng 8 năm ất mùi hướng linh dương đường hướng linh dương an hướng dương 58 tuổi mất ngày 19 tháng 7 năm mậu dần hướng linh dương quốc phong hướng dương 9 tuổi mất ngày 27 tháng giêng năm đinh mão các hồi hướng đến cho chư vị hướng linh lưu pháp danh phát tâm hướng họ 85 tuổi mất ngày 11 tháng 12 năm nhâm dần hướng linh quyển văn sách hướng họ 71 tuổi mất ngày 21 tháng 12 năm nhâm dần hướng linh Lê Đình Nhà hướng họ 91 tuổi mất ngày 30 tháng 12 năm nhâm dần hướng linh Võ Hành Càng hướng dương 44 tuổi mất ngày 18 tháng giêng năm Quý Mão và hồi hướng công đức niệm Phật này để cho chư vị quan gia trai chủ cục phủ quyền hắc tố của chư vị hiện nam tinh nữ Phật tử hiện tiền có mặt nơi đây cùng với người hạng nguyên thuộc của chúng con đã qua bản trong nhiều đời nhiều kiếp còn kẹt lại nơi hắc trung ấp nguyện a nương nhờ công đức niệm Phật này mà chư vị hướng linh sớm tha mê khai ngộ buông xả được dạng duyên một giả chi hành xưng niệm dạng đức hồng danh A Di Đà Phật sớm nhận ra được ánh sáng quang minh của đức Phật A Di Đà Phật khởi được lòng hành kính quyển quy y Phật quy pháp quy y tăng quyển quy y vào ánh sáng quang minh của đức Phật A Di Đà quyển vãng sanh tây phương cực lạc quốc các quyển a hồi hướng công đức niệm Phật này cầu an đã cho Phật tử Dương Lan sinh năm 1932, Dương Quốc Cường sinh năm 1971, hồi hướng đến cho cháu Huyền Dương Hiện Phúc sinh năm 2014, Dương Ngọc Hăng sinh năm 2016, Dương Ngọc Quy sinh năm 2019, Dương Gia Hảo sinh năm 2021. Cặp hồi hướng cầu an đến cho Phật tử Phạm cùng 73 tuổi, Quyền Hỷ Chánh Pháp Danh Chánh Quyền 68 tuổi, Trạch Hỷ Xương Pháp Danh Diệu Âm Huệ Huyệt 75 tuổi,
Nguyễn Thị Hoa pháp danh Thị đó 72 tuổi, và hồi hướng đã cho người hẳn quyết hộp của chư vị hiện nam tinh nữ Phật tử hiện tiền có mặt nơi đây. Nguyện A Nương nhờ công đức niệm Phật này mà tật bệnh tai ách được tiêu trừ, hiện căn tăng trưởng phước trí trang nghiêm. Nguyện A Nương nhờ công đức niệm Phật này mà tất cả đều biết phát khởi tinh tâm, quy hướng về Ba Ngôi Tam Bảo, niệm Phật A Di Đà. Hiện tại thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ. Sau khi xả bỏ bao thân này, đồng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Thử nguyện A Nguyện đem công đức niệm Phật này hồi hướng thân cho chư vị hướng linh vong linh, hướng linh thai nhi và đặng đặng chư hướng linh anh hùng chiến sĩ vĩ quốc dòng thân, đồng bào tử nạn thập nhị lội cô hồn chúng sanh ngộ sát. Nguyện A cho hương linh tóc xa mê đồ siêu sinh tịnh độ, cổ nguyện A làm siêu dương hỡi pháp giới chúng sanh, đồng sanh về tịnh A độ. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương.
với đại từ đại bi quan thế âm bồ tát, đại lực đại hay chi bồ tát, phương chi vị nghiêm thân thanh tịnh đại hải chúng bồ tát. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, giới thiết thiền hạnh chung chữ thượng thiện nhân. Yeah.